Hôm qua thì 12 Pro Max xuống giá, còn hôm nay á sẽ là 14 Pro Max xuống giá mọi người. Mọi người thấy không? Hôm nay chỉ còn 14 Pro Max nè, 19.500.000 thôi nha. Và đây sẽ là phiên bản chính hãng Việt Nam rồi luôn mọi người. Có bill luôn nha, đây có bill mua hàng luôn mọi người thấy không? Mua tại công ty trách nhiệm công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số nè, FPT. Đây mọi người thấy không? Còn bill luôn. Và ngày mua con này thì nó cũng lâu rồi mọi người, con này hết bảo hành nè. Cái ngày mua hồi nãy là ta, đây. 21/11/2023 mọi người thấy không? Đó cái ngày mua đó. 14 Pro Max bản chính hãng Việt Nam nha. Đây chỉ còn 19.500.000 thôi. Pin con này á là còn 90%. Và đây sẽ là bản Việt Nam chính hãng nha, VSA. Đó, 128 GB quốc tế. Ok chưa? Hôm nay đa số là về hàng cao cấp thôi mọi người, nói chung là hàng dòng cao tiền. Cũng là 14 Pro Max nè. 256 GB, 21.300. Đó. Còn đây sẽ là 14 Pro Max luôn, 14 Pro Max luôn. Có mấy con bản chính hãng nha. À giá phone 4 bản chính hãng nè, mọi người thấy không? Đó. Rồi iPhone 14 Plus nè, 14.900.000 thôi người. Mấy con này thì giá hôm nay cực kỳ là ok. Có màu trắng luôn, màu trắng 256 GB, 16.200.000. Ok chưa? S23 Ultra 512 GB nha mọi người. Đây, RAM 12 512 GB, 19.200.000. Đó, hôm nay mọi người á là rất là nhiều người rất là nhiều dòng cao cấp nha mọi người. 11 con mắt cũng về được vài con. Ok chưa? Bên em bán á là có trả góp, không cần trả trước nha. Có Hoku đã mới đó mọi người. Đó, ship code toàn quốc thì cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi, em sẽ lên con đầu tiên cho người là con 14 Pro Max. Em Hoku khách. Đây. Bản Việt Nam chính hãng. Này. VN sạc A 128 GB. Ok chưa? Quốc tế là không giới hạn SIM. Còn đây sẽ là pin zin á là còn 90% mọi người thấy không? 19.500.000. Đây. Em sẽ quay kỹ kỹ cho người xem nha. Đó, màu tím mộng mơ. Ok chưa mọi người? Máy còn khá là đẹp nha. Đây. Đó. Rồi bên hông nè. Chắc khoảng 97-98% nha mọi người. Đó, 97-98. Ok chưa? Rồi, 14 con mắt. Bản chính hãng Việt Nam có còn bill nha mọi người. Nói chung bill này giờ cũng không còn giá trị tại vì nó hết bảo hành rồi. Đó. Ok chưa? 19.500.000. Tiếp tục sẽ là một con 14 Pro Max 256 GB. Đó. 14 Pro Max 256 GB, pin còn 86%. 21.300.000. Để em coi con này bản gì nha. Này, 256 GB. Bản Mỹ nha mọi người, dung lượng 256 GB quốc tế nha. Và pin con này sẽ là còn á là 86%. Đây là pin zin 21.300.000 mọi người. 14 Pro Max 256 GB. Màu tím. Đó. Con này thì ngoại hình nó hơi 9.98 thôi. Đó, 9.98 có sao bảo vậy nha. Em quay kỹ kỹ cho người xem. 14 Pro Max. Ok chưa? Mấy dòng cao cao sẽ quay kỹ kỹ cho người xem. Đó. Con này cũng còn hợp mà không có phụ kiện nha. Rồi, tiếp tục nè. 14 Pro Max. Bản ZA 2 siêu vật lý. Đây, ZA sạc A nè. Quốc tế nè, 2 siêu vật lý nha mọi người. Pin zin con này là còn có 86 thôi. 20.300.000. Đây 20.300.000 để cho mọi người xem ngoại hình nha. Nói chung mấy dòng cao tiền thì nó sẽ tùy theo ngoại hình mọi người. Em thấy con này đẹp nha, mọi người không? Đó. Còn khá là ok luôn. Đẹp hơn cái con bản Việt Nam chính hãng nãy luôn. Mọi người không? Đó, đẹp hơn con bản Việt Nam chính hãng nãy luôn nè. Đây. Rồi, bên đây nè. Ok chưa? Quá đẹp. 20.300.000. Bản ZA là bản Hồng Kông và được 2 sim vật lý nha mọi người. Đó, 2 sim vật lý nha. Rồi, 20.300. Tiếp tục sẽ là một con 14 Pro Max tiếp. Đây, 14 Pro Max tiếp. Đây là bản Việt Nam chính hãng luôn, VN sạc A 128 GB, 14 Pro Max. Pin con này sẽ là còn 89%, màu đen. 20.200.000. Đó, 20.200.000, máy đẹp. Đây. Ok chưa? 20.200.000, 14 Pro Max. Đây. Rồi, 20.200.000, 14 Pro Max bản Việt Nam chính hãng, pin 89/128 GB quốc tế. Tiếp tục sẽ là 14 Pro. Nói chung hôm nay đa số là dòng cao thôi mọi người. 14 Pro, con này pin á là còn 87%. Đây, 14 Pro bản Việt Nam chính hãng nha. VN sạc A 128 GB quốc tế. Giá bán sẽ là 18.300.000.
14 Pro nha. Đó. Màu vàng. Rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Đó. Đẹp chưa mọi người? 14 Pro 128GB bản Việt Nam 18.300.000. Rất là đẹp nha. Mọi người thấy không? Quá đẹp luôn. Tiếp tục sẽ là một con 14 Pro pin 100%. Đây con này pin cao nè. Đó, màu trắng đó mọi người. 14 Pro pin 100%. Ok chưa? Mọi người muốn pin cao thì em có luôn. Đây, con này bản hàng quốc tế nha. Thì bản hàng á nó sẽ được được ưu điểm á sẽ là được gắn SIM như bản Việt Nam chính hãng mình, còn bản Mỹ sẽ là sạc SIM. Bản hàng với bản Việt Nam cũng giống nhau mọi người, không khác gì hết nha. Còn Hàn Quốc bán ra mọi người là bản Hàn Quốc không bán ra là không bao giờ có máy lóc nha, chỉ có quốc tế thôi. 128GB. Đó. Pin zin còn 100% luôn, mọi người thấy không? 18.350.000. Đây. 18.350.000 mà máy đẹp nữa mọi người. Mọi người xem màu trắng nè. Màu trắng mọi người xài mà nó cũ á, mọi người đánh bóng cái là mới tinh nè. Con 14 Pro này cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người thấy không? Đây. Pin 100% nữa. Mà chênh lệch với con này là 50.000 nhưng mà con này pin 100%, mọi người thấy không? Con này sẽ ngon hơn mọi người. Mà máy đẹp hơn nữa, thấy không? Chân sạc còn mới tinh nè. Đây. Em soi kỹ kỹ cho người xem. Bên hông nè. Để em chùi cái nha mọi người. Cái dòng này phải chùi nó mới được, mới sáng được. Đó. Em thì nhập sao thì bán vậy thôi, cứ cộng tiền lãi thôi chứ không có bán đúng giá thị trường mọi người. Đó, em cứ cộng tiền lãi lên là bán thôi. Đây. Nên nhiều lúc có mấy cái máy hôm. Rồi, tiếp tục lại là 14 Pro 256GB. Rồi, tính ra 14 Pro 256GB mà có 18.950.000 nè. Chênh lệch với con bản chính hãng nè, mọi người không? Chênh lệch với con bản chính hãng nè. 650, 650.000 là được 256GB 14 Pro. Mọi người không? Chỉ chênh lệch 650 thôi, mọi người được dung lượng gấp đôi nha. Đây cho mọi người xem. 14 Pro 256GB không giới hạn SIM là quốc tế, mọi người thấy không? Chênh lệch với con bản chính hãng á là 650 pin 87%. Ok chưa? Hai con pin đều giống nhau. Một con bản chính hãng 128GB 18.3 nè. Con này 18.950.000. Đó, giá cực kỳ là hôm luôn. Đây. Mọi người thấy không? Màu tím nữa. 256GB nha. Đây là con phiên bản 256GB mọi người. Thường chênh lệch 256GB ở thị trường á là từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi nha mọi người. Đó, em cộng 650 lên thôi. Tại vì bên em bán là không có giống cửa hàng khác là bán theo giá thị trường. Em nhập nhiều phải không? Em cứ cộng tiền lãi của em Leo. Đó, rồi bán thôi. Ok chưa? Đó, lãi mỏng mỏng. Nói chung là để bán nhanh mọi người. Lãi mỏng để bán nhanh. Chứ mà ôm thì nó cũng hơi mệt. Rồi, lại cho một con này cho mọi người săn sale. Ok chưa? Một con này cho mọi người săn sale. iPhone 14 Pro 16.950.000. Rẻ hơn cái con này chính hãng Việt Nam mà không lỗi gì hết nha. Đây 18.3, 16.9, chênh lệch đến là 1.450.000. Đó, màu đen chênh lệch đến 1.450.000. Đây cho mọi người săn sale nè. Đó, hôm nay là ngày gì, Black Friday vậy mọi người. Chúc em cũng không gành mấy cái đó nữa tại vì em bán lẻ thôi, ngày có được một máy 20K để bán cho mọi người thôi. Đây, pin zin còn 89%, cao hơn con bản chính hãng nè, mọi người không? Cao hơn bản chính hãng nè, 2%, ok chưa? Đây là phiên bản quốc tế nha. Đây, 14 Pro, 128GB, không giới hạn SIM, là phiên bản quốc tế. Đúng một con để cho mọi người săn sale thôi. Nói chung con này em bán cho mọi người á là lại đúng 500.000. Đúng 500.000 luôn mọi người. Đó, nói chung thì anh chủ lái thì kêu thôi còn cây thì lấy luôn đi, giảm cho em. Thôi và cái này em sẽ bán kiểu là cho mọi người săn sale. Đó, 14 Pro 128GB quốc tế, không lỗi gì hết nha. Máy zin 100% luôn. Rẻ hơn được con bản chính hãng nè. 1.4 triệu. Đó. Này. Ok chưa? Để em chùi cho mọi người xem cho nó rõ xíu. Này. Đó, nó chỉ bị nhâm nhẹ thôi. Chắc khoảng 9798. Ok chưa? Rồi bên hông nè, bên dưới nè. Đó, em quay kỹ kỹ cho người xem á. Đúng một con cho mọi người săn sale. Đó. Rẻ hơn được 1.5 triệu. Đây. Rẻ hơn được 1.5 triệu nha. Mọi người thấy không? Nó bị nhâm nhẹ. Thật sự là cái này không đáng kể luôn mọi người. Thật sự là không đáng kể luôn.
máy full chức năng không lỗi gì hết nha. 14 Pro 128GB, dòng 14 Pro nó sẽ lành hơn dòng 13 Pro, nó không bị xanh màn hình, tỷ lệ xanh màn hình cực kỳ ít, mà hầu như là em thấy rất là ít luôn nha mọi người. Đó, không lỗi gì hết, có lỗi là bọn em sẽ thanh lý liền rồi, ok chưa? 16.950.000, rẻ hơn con này 1.400.000, mà pin cao hơn nha, pin lại cao hơn nha mọi người, ok chưa? Lâu lâu cho mọi xăng xe, cho mọi người một con xăng xe nha. Nói chung thì hôm nay nãy giờ em chưa có ăn gì mọi người nên nói chuyện hơi nhấp, hơi gấp xíu. Rồi tiếp tục nè, vừa về là test máy xong rồi định ăn rồi mà thấy trễ quá mọi người, nên thôi quay cho người xem luôn, livestream cho người luôn. Xíu hồi live xong thì em sẽ đi ăn sau. iPhone 14 Plus bản dép B là Singapore, 128GB quốc tế. Pin con này là còn 89%, đây là pin zin. 14 Plus 128GB, pin 89, 14.900.000. Đây. 18.900.000 14 Plus nha. Máy đẹp. Đây nó có phải đây xíu nè, không? Ngoại hình này khoảng 9798 chỉ bị phải đó thôi. Đó. 14 Plus bản Singapore là bản XP mọi người. 14.900.000. Còn đây sẽ là bản 256GB, pin 88%. Đây, 14 Plus luôn. Quốc tế hết nha, bên em máy quốc tế hết mọi người. Pin 88, pin zin nè mọi người không? Đây 14 Plus nè. 256GB, không giới hạn SIM là quốc tế. 16.200.000, 256GB. Đó. Màu trắng. Ok chưa? Quá đẹp. Con này thì ngoại hình nó bị phẩy đây xíu mọi người không? Đó, bị phẩy đây xíu thôi. Không đáng kể nha. 16.200.000, 14 Plus em có được hai con. 14.900 á là 128GB. 16.200 á là 256GB. Rồi. Tiếp tục 13 Pro hôm nay giá cũng tốt lắm nha mọi người ơi. 13 Pro cho anh Hoàng Nguyễn nè. 13 Pro 14.150.000, iPhone 13 Pro. Đây. Pin zin là còn 87%, 13 Pro nha. Quốc tế 128GB, không giới hạn SIM nè. 14.150.000. Con này máy đẹp gần như là 99% luôn. Em sẽ quay kỹ kỹ cho người xem. 13 Pro nha. Đó, 14.150.000, máy gần như là 99%. Đây. Ok chưa? Đó, nó sáng đẹp vậy nè mọi người. Mọi người không? Em chụp bên dưới. Đây. Nó sáng đẹp cỡ vậy nè. Quá đẹp nha. Không có gì để chê luôn. Bên đây nè. Đó. Bên trên. Ok nha mọi người. Con này gần như là 99% luôn á. Em thấy là cỡ 99 luôn á, không thấy được chỗ chày luôn, không thấy được chỗ cứng luôn. Rất là đẹp. 14.150.000. 13 Pro. Rồi tiếp tục là một con S22 Ultra 14 Pro Max thì từ 19.500 cho đến là 20.300, 20.200 cũng có nha. Đó, 14 Pro Max. Rồi đây sẽ là một con S23 Ultra bản 2 SIM. Đây S23 Ultra là 2 SIM nè, 1 eSIM, 1 siêu lý nha. RAM 12GB, bộ nhớ là 512GB. Giá bán là 19.200.000. Bây giờ sẽ cho mọi người xem ngoại hình của nó. Này. Ok. Rất là đẹp nha. Hai SIM mọi người, một eSIM, một siêu lý nha. S23 Ultra. Cực kỳ là đẹp luôn, 512GB, 19.200.000. Đó, 19.200.000 thôi. Tiếp tục nha mọi người. 12 Pro Max giá hôm nay còn bao nhiêu mọi người? Chỉ còn có 12.850.000 thôi. 12 Pro Max 128GB. Pin zin còn 85%. Đây. 12 Pro Max bản Mỹ 128GB. Pin zin còn 85%. 12.850.000. Đó. Bao buôn máy không anh, bao buôn máy luôn. Nói chung thì mọi người muốn qua buôn máy thì buôn máy bình thường thôi. Đó. Bên em á là cam kết zin cho người á là trọn đời nha. Thường á mọi người thấy á là không zin tặng máy phải không? Bây giờ mọi người mua xong biết khi nào mọi người biết mở ra mà không zin tặng máy được. Còn em là khác nha. Em á là bao zin trọn đời, cho dù mọi người mua xài 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 5 năm, mọi người đi ra chỗ khác bán
mà không zin qua bên em đổi cho một người khác, đó là vậy nha. Ok chưa? Đó là cam kết của em là vậy. Tại vì cái máy nào mà không áp lại bên em sẽ bung ra kiểm tra liền mọi người. Đó. Nói chung em cũng là con người, nhiều lúc cũng có sai sót, nên bởi vì em sẽ nói là chính sách của em á là bao zin trọn đời. Đó. Nếu mà về mà cho dù mình xài 2-3 năm đi, không zin, cứ đem qua em đổi cho người khác. Rồi em sẽ cho mọi người bung ra, hoặc là mọi người vẫn hợ lại đó, mọi người bung ra. Đó zin thì mọi người đổi qua. Ok chưa? Rồi. 12 con mắt 128 ghi 12.850.000. Nói chung hôm nay thì đa số dòng đề cao nên sẽ ít lượt view. Nhưng mà thôi, kể có sao thì bán, có nhiêu thì bán nhiêu mọi người. Cái con clip này hồi sáng có quay rồi, Samsung Galaxy clip 25G nha. Đó. Thì đây là bản hàng. Clip 2 không có bản hàng, bản chính hãng mọi người, chỉ có bản hàng thôi, RAM 8 26G. Giá bán sẽ là 4.750. Đó. Đây là chạy con chip Snapdragon đó là 855 mọi người. 855 nha. Rất là đẹp. Đây sẽ là clip 3. Clip 3 là RAM 8 26GB mọi người. Con này cũng bản hàng luôn. Bản hàng thì con này sẽ bán là 5.850 clip 3. Đây, clip 3 bản hàng 5.850. Và đây sẽ là clip 4 bản chính hãng Việt Nam. Con này hết bảo hành 8.950. Clip 4 nha. Này. 13 tháng 11 là hết bảo hành này, chính hãng. Hai sim nha, một e sim, một sim lý. RAM 8 128 à 128GB. Ủa 128GB mà sao nhân viên ghi 256GB ta? 128GB là 8.450, còn 256GB là 8.950. Còn bản hàng á là RAM 8 256GB là 7.850. Ok nha. Rồi tiếp tục sẽ là một con gì ta? À. Đây. Có một con iPhone 13 mini cho mọi người. Mọi người thích xài mà máy nhỏ đúng không? Đây là một con iPhone 13 mini quốc tế 128GB. Đó, 128GB quốc tế nè. Pin là còn 85%. 9.600.000. Máy đẹp. Mọi người xem cái máy này, mọi người thấy chất máy nó rất là ok đúng không? Đó, quá đẹp luôn mọi người ơi. 13 mini 128GB 9.6. Ok chưa? 9.6. Rất là đẹp nha. 13 mini tiếp theo sẽ là 13 hường. 13 hường giá hôm nay cũng tốt lắm nha mọi người. 13 hường 128GB quốc tế nè. Pin là còn 89%. Giá bán con này á sẽ là 10.900.000. 13 hường. Máy đẹp. Rồi chân sạc mới chứ mọi người. Mọi người không? Đó. 13 hường 128GB nha. 10.950.000 iPhone 13 hường. Tiếp tục sẽ là một con iPhone 14. iPhone 14 pin 8628GB 14.300.000. Đây là con iPhone 14. Đó, pin zin còn 86. Con này bản Việt Nam chính hãng. 128GB quốc tế 14.300.000. Hay. Rất là đẹp nha, 14 hường á. Không. 14.300.000. Rồi. Nhìn mê quá mà tài chính chưa cho phép. Dạ bên em có trả góp mà anh Vũ ơi. Bên em có trả góp nha, trả góp không trả trước chẳng được. Đây là một con Z Fold 3 10.300.000. Ok không mọi người? Z Fold 3 bán cho mọi người là 10.300.000. Đó. RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Z Fold 3 nha. Đây, con này bán hàng 10.300.000. Đây con máy đẹp không nha. Đây. Chân sạc của máy cũng còn mới lắm nha mọi người. Ok, còn rất là đẹp. Z Fold 3 10.300.000. Cái này mới bị phải xíu đây nè, mọi người không? Nó bị phải xíu đây nè. Chỉ có 10.300.000 thôi. Còn màu bạc nè. Màu bạc thì máy đẹp hơn xíu, 10.800.000. Đó. RAM 12, bộ nhớ là 26GB. Còn màu bạc đẹp dữ chi ta? Còn máy màu đẹp.
Con máy màu bạc đẹp dữ vậy ta. Màu bạc đẹp hơn con màu đen nha. Con này bị phẩy đây xíu à. Đó. Giấy phô 3 gram 12, bộ nhớ là 256 ghi. 10 triệu 800 nghìn. Rồi, tiếp tục là một con giấy phô 4. Con này hô của khách. Con này bạn chính hãng mọi người. Con này xíu sẽ kỳ xét nha, tại vì khách hồi nãy truyền dữ liệu mọi người. Đa số mấy cái máy mà bên em hô lại sẽ để một ngày. Đó, bên em test rồi xong sẽ xóa kỳ xét lại. Tại vì còn truyền dữ liệu nhiều lúc khách chưa truyền hết á, em sẽ có dữ liệu cho khách. Dữ liệu là cái thứ mà quan trọng nhất. Rồi, giấy phô 4, hai sim chính hãng. RAM 12, bộ nhớ là 26 GB. 15 triệu 500, giấy phô 4. Này. 15 triệu 500, giấy phô 4. Tiếp tục là một con iPhone XS Max. Bản Mỹ 256 GB. Pin 100%. 7.850 XS Max nha. Pin 100%, 7.850, màu trắng thì đã bóng được. Và đây sẽ là một con iPhone XS màu vàng. Con này mã nhất A. Mã nhất A từ XS. Mã nhất A là từ XS Max đổ xuống mọi người, là bản Singapore nha. Còn từ 11 đổ lên đó là bản Hồng Kông. Đó, 26 ghi quốc tế. Pin 84, pin zin 7.550.000 nha. Mọi người chốt hàng nhắn tin fanpage giúp em luôn mọi người ơi. 7.550.000. 11 Pro Max. Đây, pin 86. Bản Mỹ 64GB. 9.550.000. 11 Pro Max pin 86. Còn đây sẽ là 11 Pro Max, pin 100%. Pin 100% mọi người. 9.850.000 nha. Đó, pin 100%. 9.850.000. Đây là một con Samsung A23, 3.050.000. Đây, pin là 5.000, RAM 628GB, ghi Note 8 5G em có luôn nha. Ghi Note 8 5G, RAM 8, 256GB 10, chip sẽ là Dimensity á, là 1.300, giá bán sẽ là 5.450. Redmi Note 11 Pro. Con này có 5G luôn, hô của khách. RAM 8 nè, bộ nhớ là 128GB. Chip Snapdragon á là 695, màn hình 120Hz. 3.950. Con này có hộp với sạc nha, sạc là 33W. 3.950. Ây da. Rồi, tiếp tục là một con Oppo Reno 6 5G. RAM 8 128GB. Chip sẽ là Dimensity á là 900 mọi người. 4.050.000. Reno 6 5G. Máy cũng đẹp lắm nha. Samsung Galaxy A73 5G chính hãng, 2 SIM. Pin là 5.000. RAM 8 128GB mọi người. Màn hình 120Hz, 5.9 triệu. 12 Pro còn một trắng, pin 100% không bạn, dạ còn nhanh Thế Phượng ơi, em vẫn còn nha. 12 Pro hôm nay chị mua hàng bên em mà sao khó vậy, em đặt hàng mà nhắn tin là nói hết hàng không ạ. Thật sự với mọi người là mấy cái dòng mà hàng thanh lý á, em sẽ bây giờ em sẽ đổi lại á, là hàng thanh lý chỉ chốt lên like mọi người. Mấy hàng thanh lý mà nếu mà để qua một ngày á, vừa like lên xong phải không, mà em để xuống á, mà em không chốt trên like á,
là rất là nhiều người gọi lại để chốt con đó, là xong bị cái hành cái thói quen mà ai mà chốt trễ á là chỉ qua ngày mai nhắn tin cho em á là cái máy đó hết rồi. Đó là bị đến ba bốn con, năm sáu con là bị, em thấy là cái bình luận của chị này nè đó. Bởi vậy em sẽ rút kinh nghiệm là lần sau mấy con hàng hành lý á em sẽ chốt chốt trên live luôn là ở cái máy đó bán rồi để cho mọi người đỡ tốn tiền điện thoại gọi nữa. Rồi tiếp tục là một con iPhone X 256GB 4950 nha. Đây, bản Việt Nam luôn mọi người. 256GB 4950. Mà này nó bụng quá mọi người ơi. Lại không nổi luôn á. Bây giờ nãy đi ăn trước. Nay lại không hay xíu nào á. A24 pin 5000. RAM 628GB mọi người. 4.150.000 nha. Bây giờ này em đi ăn trước rồi. Hôm nay live không có sức sống gì hết. Nóp 10 lút bản Hồng Kông. Hai sim vật lý nha. RAM 12 256GB. Thì con này tình trạng á là màn hình ám siêu nhẹ nha mọi người. Đây nhân viên em có để đó là cái dấu để cho mọi người xem nè. Nhưng mà quay bằng điện thoại không thấy được nha. Đó. Quay bằng điện thoại không thấy được tại vì nó nhẹ quá. Em bán con này cho mọi người á là 6.050.000. Đây. Trừ xuống 500.000 nha mọi người. Như con này là bản Hồng Kông mà 512GB nè. Cũng ám siêu nhẹ luôn. Đây nó bị ám phân dùng cúp này ra nè. Cái này là bị ám nha chứ không phải là bị sọc màn hình nha mọi người. Em bao mọi người luôn á. RAM 12 512GB 6.450, ám siêu nhẹ. Đó. S20 lút. Hai sim RAM 12 128GB, cũng ám siêu nhẹ luôn. 4.250.000. Đây. Đó mọi người không? Tại vì nhẹ quá không thấy được nha mọi người. Nhưng mà bên em có sao bảo vậy nha. 4.250.000. Đó sẽ là máy bình thường, 4.750.000. Đó, máy này không ám nè. Rồi, để em chắc em cái này em sẽ báo giá nhanh nhanh mọi người. iPhone XS 64GB quốc tế bản Mỹ. Pin là còn 96%, 5.3 màu đen. Còn là sao? XS pin 81 5.050.000. Đó, XS pin 81 pin zin. Đây. iPhone 11 64GB pin còn 87 màu đen. Con này bản Việt Nam chính hãng nha. 64GB quốc tế 6.650.000. Màu đen chính hãng luôn. Đó. Còn đây là bản hàng. Bản hàng với bản chính hãng cũng giống nhau mọi người, không khác gì hết nha. Đây, ông con này bản Mỹ cho mọi người, 64GB quốc tế bản Mỹ. Pin zin còn 87 nha. 6.650 luôn, màu xanh min. Rồi tiếp tục là một con iPhone XS Max pin 83. 8.3 mọi người. Ủa, 7.550 chứ. iPhone XS Max 256GB. Pin 83, 7.550. Rồi hôm nay có gì đây không mọi người? Mọi người lưu ý nha, bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168509 nha. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 077 469 683 0703 7474 7474 và 0608 774. Người bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và cho kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Bên em sẽ bảo hành cho người là 3 tháng hoặc đổi một, không bảo hành cái nước cứng đỡ màn hình và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Ship có thì có cọc mọi người. Máy trên 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc 1 triệu. Bên em bán là không bao giờ yêu cầu chuyển khoản đủ nha, đúng số tiền đó mọi người cọc là được rồi. Không hỗ trợ trả góp online luôn, trả góp là phải đến trực tiếp cửa hàng. Địa chỉ sẽ là 43 Hồ Thành Biên, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người buổi tối vui vẻ mọi người. Bye bye.